Thưa quý vị, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 2, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội tổ chức đón thí điểm khách đi lễ chùa Hương. Đây là giai đoạn quan trọng để huyện hoàn thiện các khâu, đảm bảo đón du khách an toàn khi mở cửa chính thức vào ngày 16 tháng 2 tới đây. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được ưu tiên hàng đầu khi mà chùa Hương dự kiến đón hàng vạn du khách. Trong ngày Chủ nhật, dù trời mưa rét căm căm, nhưng vẫn có hàng nghìn du khách đội mưa đi thuyền để lên chùa vãn cảnh lễ Phật ở chùa Hương. Trong sáng nay, tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn có hàng nghìn người tìm đến. Hàng trăm con thuyền cũng nối đuôi nhau ngược xuôi trên dòng suối Yến đưa đón du khách đi lễ chùa. Trong làn mưa nặng hạt, mặc dù các thuyền có mái che, nhưng du khách vẫn cần mặc thêm áo mưa hoặc là che ô. Dù mưa lớn nhưng mọi người thấy rất thoải mái, vui vẻ khi đầu năm được đi lễ chùa, cầu mong một năm bình an, mọi việc thuận lợi. Với công tác phòng dịch COVID-19 được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, huyện Mỹ Đức đã thành lập đội đáp ứng nhanh gồm 6 cán bộ thuộc trung tâm y tế huyện và lực lượng y tế tại trạm y tế xã Hương Sơn. Tại trạm được trang bị đầy đủ thuốc, hóa chất đáp ứng cho công tác phòng dịch bệnh thường trực. Ngay từ cổng làng hội xá, điểm đầu đón du khách về với chùa Hương, tổ y tế tập trung rà soát, nắm bắt từ khu vực cổng vào cho tới bến đò suối Yến. Nếu phát hiện có trường hợp du khách biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19, tổ có trách nhiệm xử lý, khoanh vùng để xử lý ngay tại từng khu vực. Ngoài ra, tổ y tế tuyên truyền khuyến cáo, nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng chống dịch khi tham gia lễ hội. Ban tổ chức chùa Hương đã chuẩn bị gần 3.000 đò thuyền để sẵn sàng đón du khách. Các khách đến tham quan lễ chùa đa phần đều được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Những người chưa tiêm vaccine được cán bộ khuyến cáo là không nên đến di tích. Đối với các chủ đò, chủ thuyền, ban tổ chức yêu cầu chở ít hơn so với trọng tải để đảm bảo giãn cách và nên cho khách ngồi theo một chiều, đặc biệt là phải sát khuẩn trước khi lên thuyền. Khi du khách tới cửa chùa Hương thì tất cả đều được yêu cầu quét mã QR để khai báo y tế và liên tục có người nhắc nhở du khách cần phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham gia lễ hội.